Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị biết được thời điểm sẽ diễn ra như thế nào trong các sự kiện trong cuộc đời của mình, công danh sự nghiệp diễn biến ra sao. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận giải về tử vi của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về bốn phương diện, đó là tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Cùng với đó thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị và các bạn hóa giải những vận hạn tử vi trong tháng năm âm lịch này, giúp cho quý vị nắm được thiên cơ và từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những vận hạn và những điểm không may mắn trong tháng năm âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất kỳ một điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tháng này, sự nghiệp của những người tuổi Tỵ sinh năm 1965 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn cũng không thực sự lý tưởng. Các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế, cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp bính dương hỏa cho nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các tuổi Ất Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, tài lộc đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong tháng này của gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển, năng lực làm việc đã thể hiện được và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình. Dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều. Bạn phải tăng ca liên tục nhưng bạn cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý, có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ. Bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Ất Tỵ lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này tài lộc chưa thực sự như ý của bạn khi phải chi tiêu một số tiền lớn, chi tiêu nhiều hơn thu, dẫn đến tình trạng hao tài, cần phải có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch,
sức khỏe của những người tuổi Ất Tỵ khá ổn định, gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này có quý nhân xuất hiện mang tới cho những người tuổi Ất Tỵ nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, năm mệnh cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn. Sự áp đặt một cách gia trưởng của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.